tháng 5 năm 2012, Đại hội đồng Y tế Thế giới đề ra kế hoạch hành động vaccine toàn cầu, trong đó vạch ra mục tiêu cụ thể trong thập niên vaccine 2011-2020 là tới năm 2020 đạt độ bao phủ tiêm chủng từ 90% trở lên ở cấp độ quốc gia và 80% trở lên ở cấp độ khu vực, sẽ ngăn ngừa được hàng triệu ca tử vong và nhanh chóng kiểm soát tất cả các căn bệnh có thể ngăn chặn bằng vaccine. Tại thời điểm gần đến đích, sự bùng phát của dịch COVID-19 khiến mục tiêu của thập niên vaccine trở nên dang dở. Thậm chí, đại dịch còn đang đẩy lùi những thành quả về y tế mà nhân loại đã nỗ lực đạt được trong những năm qua. Sự gián đoạn trong lịch trình tiêm chủng cũng là thời cơ để những căn bệnh vốn đã được khống chế như sởi, bạch hầu có cơ hội trỗi dậy. Cameroon is Africa in miniature. We've got mountains. We've got deserts. Từ nhà của chị Brigitte Apum tới trạm y tế chưa đầy 5 km, nhưng chị không thể đưa con gái mới sinh đi tiêm phòng. Một mặt e ngại dịch COVID-19, mặt khác, thành phố Bafut của chị cũng đang thực hiện lệnh giãn cách xã hội. Tôi sinh con từ tháng 3, cháu mới được tiêm một mũi vaccine phòng uốn ván. Bác sĩ hẹn tôi đưa con đến trạm y tế để tiêm mũi thứ hai vào tháng 4, nhưng tới giờ tôi vẫn chưa đi được vì sợ nhiễm virus corona. Rất nhiều gia đình không cho con đi tiêm phòng. Theo lịch thì chỗ chúng tôi sẽ phải tiêm cho 2.300 trẻ từ tháng 3, nhưng tới giờ mới chỉ có khoảng một nửa số trẻ được tiêm đúng hẹn. Báo cáo của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia Cameroon cho biết, ít nhất 200.000 trẻ em ở nước này hiện không được tiêm phòng vaccine đúng lịch trình. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở thành phố biển Douala, thành phố lớn nhất của Cameroon, và thủ đô Yaoundé. 110.000 trẻ em ở các thành phố này chưa được tiêm phòng theo đúng lịch từ tháng 3, khi Cameroon thông báo có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Tới giờ, các nhân viên y tế phải tới từng nhà để thực hiện việc tiêm phòng cho trẻ. Một loạt các quốc gia nghèo ở châu Phi, từ Burkina Faso tới Uganda, đã phải huy động nguồn tài chính ít ỏi để chống dịch COVID-19 và bỏ qua các chiến dịch tiêm chủng vaccine toàn quốc, ngừa những căn bệnh khác. Giới chuyên gia y tế đặc biệt lo ngại, châu Phi sẽ dễ bị tổn thương nhất nếu các căn bệnh có thể ngăn chặn bằng vaccine bùng phát, như trường hợp của Cộng hòa Dân chủ Congo, quốc gia có tới 6,2 triệu trẻ em dưới 1 tuổi không được tiêm vaccine sởi, dẫn tới khoảng 6.500 ca tử vong. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, gần 14 triệu trẻ em trên toàn thế giới đã mất đi cơ hội được tiêm vaccine bảo vệ mạng sống. Hầu hết trong số này là trẻ nhỏ tại châu Phi. Các em còn thiếu cơ hội tiếp cận với nhiều dịch vụ y tế khác. Còn tại khu vực Nam Á, một số dịch bệnh như sởi và bạch hầu bùng phát sau khi khoảng 5 triệu trẻ em ở khu vực này không được tiêm vaccine định kỳ do hoạt động tiêm chủng bị gián đoạn. Bangladesh, Ấn Độ, Nepal đã tạm dừng chiến dịch tiêm vaccine phòng sởi và rubella. Pakistan, Afghanistan đang ngừng chương trình tiêm chủng phòng bại liệt. UNICEF ước tính khoảng 4,5 triệu trẻ em tại Nam Á bị lỡ mất tiêm vaccine định kỳ, kể cả trước khi COVID-19 bùng phát. Hàng trăm nghìn trẻ em đang phải đối mặt với rủi ro về sức khỏe khi các biện pháp phong tỏa trên khắp khu vực Nam Á khiến hoạt động tiêm vaccine bị đình trệ và phụ huynh thì ngần ngại đưa trẻ tới tiêm chủng. Virus SARS-CoV-2 không khiến nhiều trẻ em mắc bệnh nghiêm trọng, nhưng sức khỏe của các em có thể bị ảnh hưởng vì sự đình trệ này. Trên phạm vi toàn cầu, khoảng 117 triệu trẻ em có nguy cơ mắc bệnh sởi do hàng chục quốc gia cắt giảm chương trình tiêm chủng để chiến đấu với dịch COVID-19. Ít nhất 14 chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng bại liệt, sởi, dịch tả, sốt vàng da và viêm màng não ở nhiều nơi trên thế giới đã phải tạm dừng. 25 nước đã hoãn các chiến dịch tiêm chủng sởi hàng loạt. Các cơ sở tiêm chủng phải đóng cửa hoặc thu hẹp hoạt động. Nhân viên y tế không đủ do hầu hết đã được huy động tham gia chống dịch COVID-19. Dịch bệnh cũng khiến phụ huynh ngần ngại đưa trẻ đi tiêm chủng. Các chiến dịch tiêm chủng dự kiến diễn ra vào cuối năm 2020 tại ít nhất 13 quốc gia cũng có thể không được triển khai. Điều đó đồng nghĩa với việc hơn 117 triệu trẻ em sẽ không được tiêm vaccine bảo vệ khỏi sởi. Tiêm chủng phòng bệnh là một trong những câu chuyện thành công nhất trong lịch sử y tế thế giới. Theo đó, có thể phòng ngừa hơn 20 bệnh bằng vaccine. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 13 triệu trẻ em trên toàn thế giới chưa được tiêm chủng, và con số này sẽ tăng lên do dịch COVID-19.
Các biện pháp phong tỏa, đóng cửa biên giới làm gián đoạn nguồn cung vaccine, càng khiến tình trạng thiếu hụt vaccine thêm trầm trọng. Ít nhất 21 nước có thu nhập thấp và trung bình đã thông báo hết vaccine. Nếu như các bệnh như sởi, tả, viêm màng não, sốt vàng da và bại liệt bùng phát thành dịch, sẽ rất nguy hiểm, không chỉ đối với những người nhiễm bệnh, mà cả với hệ thống y tế, vốn đang gặp rất nhiều khó khăn bởi dịch COVID-19. Theo thống kê của WHO, mỗi năm vaccine cứu được sinh mạng của từ 2 đến 3 triệu người. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc tiêm chủng. Ước tính gián đoạn tiêm chủng sẽ dẫn tới ít nhất là 13,5 đến 14 triệu người ở các nước kém phát triển nhất, không được bảo vệ trước các bệnh như sởi, bại liệt. Đây là những bệnh lớn trong quá khứ, nay đã được khống chế. Nhưng nếu không tiêm vaccine trong khoảng thời gian dài, những căn bệnh đó sẽ bùng phát trở lại. WHO cảnh báo nguy cơ số trẻ mắc bệnh và tử vong do không được tiêm phòng đầy đủ sẽ nhiều hơn cả đại dịch COVID-19. Còn theo điều tra của UNICEF, 75% trong 82 quốc gia được tham gia khảo sát thừa nhận chương trình tiêm chủng sởi, uốn ván, bạch hầu tính đến tháng 5 năm 2020 đã bị gián đoạn do COVID-19. Nếu đại dịch COVID-19 lây lan trên diện rộng, gây ra những khó khăn dẫn đến việc tạm dừng tiêm chủng, chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo nỗ lực theo dõi những trẻ em chưa được tiêm chủng, để những công dân dễ bị tổn thương nhất này có thể được cung cấp vaccine phòng sởi ngay khi có thể. Các đợt bùng phát dịch sởi đang có chiều hướng gia tăng. Chỉ riêng trong năm 2018, gần 10 triệu người mắc sởi, trong đó có 140.000 người tử vong, hầu hết là trẻ em. Do đó, tập đoàn sản xuất vaccine Gavi của Anh đặt mục tiêu hỗ trợ chính phủ các nước châu Á và châu Phi tiêm chủng vaccine phòng sởi cho 45 triệu trẻ em trong vòng 6 tháng tới. Trong khi đó, trong 4 tháng đầu năm nay, số lượng trẻ được tiêm đầy đủ 3 liều vaccine DTP phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván đã giảm đáng kể. Đây là lần đầu tiên trong vòng 28 năm qua, thế giới ghi nhận mức sụt giảm mạnh như vậy trong hoạt động tiêm chủng vaccine DTP. Di sản của COVID-19 không được phép bao gồm cả việc hồi sinh trên toàn cầu những căn bệnh gây chết người như bệnh sởi, vốn hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vaccine. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đang hoành hành trên khắp thế giới cũng cho thấy một khía cạnh khác. Ứng phó với dịch bệnh sau khi dịch bệnh xảy ra thường không hiệu quả và tốn kém rất nhiều. Bằng chứng là năm 2018, có xấp xỉ 527.000 trẻ em bỏ lỡ vaccine đầu tiên phòng bệnh sởi tại khu vực châu Âu. Một năm sau đó, khoảng trống miễn dịch với virus gây bệnh đã khiến hơn 100.000 người mắc sởi ở tất cả các nhóm tuổi. Bởi vậy mà phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh bùng phát là biện pháp bền vững, mà đối với các loại dịch bệnh đã có vaccine thì đây chính là vũ khí hiệu quả nhất. Tuy nhiên, các dịch vụ y tế hiện đang bị quá tải vì các nhân viên y tế thay vì cung cấp vaccine đã chuyển sang tập trung đối phó với dịch COVID-19. Thậm chí một số chính phủ đã hoãn chương trình tiêm chủng quốc gia để hạn chế tốc độ lây lan của COVID. Chống dịch COVID-19 rõ ràng là nhiệm vụ cần được ưu tiên vào lúc này, nhưng không vì thế mà lãng quên nhiều dịch bệnh khác nguy hiểm không kém. Chỉ có như vậy, những thành quả mà cộng đồng quốc tế đã rất nỗ lực mới đạt được trong thập niên vaccine 2011-2020 mới không uổng phí.